Xin chào các bác, hôm nay em giới thiệu cái công trình 3 kW Beach đang lắp đặt ở lớp vò Đồng Tháp. Hệ sử dụng bãi tấm pin Canadian sản xuất tại Trung Quốc. Công suất mỗi tấm là 445 W. Là chủng loại mono nha. Mono Hassel. Công nghệ mới nhất luôn. Cũng mỗi cell 9 đơn hàng. Thường thường trên thị trường thì pin gồm có nhiều loại chủng loại pin. Của chủng loại thì 4 đơn hàng, 6 đơn hàng, 9 đơn hàng, 12 đơn hàng. Thì đơn hàng nhiều thì sẽ giảm nhiệt độ tấm pin, làm mát tấm pin, tăng cái hiệu suất chuyển đổi điện. Phụ kiện thì có thể là dùng radio mini, kẹp pin, kẹp bìa. Chất liệu nhôm luôn. Xem này. Kẹp giữa. Dây điện thì dùng dây DC 4 chấm. 4 chấm xuất xứ tại Trung Quốc. Hãng Nippo hả? Hãng Nippo. Thấy nhiều anh em cũng đang xài cái này, dây này. 4.0. Đi xuống dưới nhà bằng ruột gà bọc thép nha, với ruột gà thường nha. Bọc thép nên cái chống chịu nhiệt độ môi trường rất là tốt. Công trình 25 năm mà. Mình dùng cái vật tư phụ cũng đảm bảo xíu cho khách hàng. Đỡ công đổ chì, sửa chữa. Đây, dây DC đi xuống cái nhà luôn. Dưới này là để cái nhà để inverter tủ điện dưới. Mái này nghiêng khoảng 7 độ về hướng Tây. Cái ray nhôm mình bắn dưới là mình có chất silicone chống thấm nước cho khách hàng. Còn sau này ví dụ mình không chất silicone đâu. Đây chất silicone. Chất vào cái mép bắn thì đỡ chột nước dưới nhà khách hàng. Sợ mà không, nếu không chết thì có thể là chất lượng cực, lấy sau theo chống thấm nè. Đây. Chúng là để xíu mình xuống kia mình sẽ nói sơ qua về cái hệ thống điện bên mình đang lắp cho khách hàng. Là những vật tư CB nào, hãng gì.
thông tủ điện của khách hàng. Rồi Inter Grab 5kg 20T. Hiện tại khách lắp trước 3kg, còn 2kg cho lần nâng cấp tiếp theo. Vâng, về hệ thống tủ điện, tủ hàn xeo made in của Đức nha, VAC Sigma, DC Sigma, đêm trừ một đường DC cho lần nâng cấp tiếp theo. Đây là cassette Rosur và những CB cassette xịn sò, tủ điện cũng xịn. Sigma này là của Thổ Nhĩ Kỳ. Có tiếp địa luôn. Tiếp địa thì xuống này rồi ra vượt, xong rồi vượt bên kia. Tại thì và lưới được gần tiếng rồi. Thì nó chạy. Sắp đang chạy. Được 3,2 kg. Đại công suất ra khoảng 1000 W. Để xem tổng quát luôn. Hiện tại thì em thấy trên hội mấy bác đang nguyên tượng trái con cassette này. Dù làm hệ lớn này ví dụ con này mà hàng dởm, Trung Quốc hàng dởm, áp ghi thông số trên không đúng, thì ví dụ đấu nhiều tấm áp lớn sẽ gây cháy này, cháy chẳng hạn, cháy DC là rất nguy hiểm, thiêu rụi tất cả. Nên mấy bác lắp hoặc là tự lắp thì lưu ý mấy con này. Nói chung là mấy cái vật tư phụ này cũng nên chú ý xem báo giá các đơn vị đây. Còn đây em đang cài con wifi này, Grab này cài hơi lâu. Tôi hẹn các bác ở các video tiếp theo nha. Mai em lại chín ở Đồng Nai 10 kg.